Video này không cần phải giới thiệu gì nhiều. Khi mà các bạn thấy mình mặc cái áo này và có một ly trà đắng ngắt ở bên cạnh là các bạn biết chúng mình tới công chuyện gì rồi. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Trong video của ngày hôm nay, chúng mình sẽ ăn thử bánh trung thu như truyền thống của chúng mình hàng năm. Không thể thiếu cái tiết mục này được. Và mình rất là may mắn năm nay đã mặc lại được chiếc áo truyền thống rồi. Năm ngoái thì nó, thứ nhất là mình bầu rất là bự, mình không thể nào mặc được cái áo này, mình phải mặc một cái áo màu đen nhìn rất là buồn. Và cái thứ hai là người buồn thì cảnh cũng có vui đâu, đúng không? Ngày năm ngoái thì chúng mình bị giãn cách ở trong nhà đấy, và cũng phải rất là khó khăn mình mới mua được bánh trung thu ở ngoài. Và thực sự là năm ngoái, nếu mà mình nhớ không nhầm, thì không có cái vị nào mà nó quá là đặc biệt, nó quá là đột phá. Thế cho nên là năm nay chúng mình sẽ bù lại năm ngoái. Bù như thế nào? Bù lại bằng hai cái video. Video này chỉ là phần 1 thôi. Và phần 1 chúng mình sẽ ăn những cái bánh mà nhân nó rất là lạ. Còn phần 2 mình sẽ ăn những cái bánh mà nhân nó rất là sang chảnh. Ở phần 1 ngày hôm nay chúng mình sẽ có 6 vị bánh, bao gồm thịt hun khói, trứng muối, sầu riêng barbecue, ô mai trà xanh, trà sữa phô mai và dâu tắc. Như các năm đó thì là mình đã có một cái thông lệ là sắp xếp thứ tự của các bánh dựa trên một cái order mà mình nghĩ là nó sẽ không bị quá sức đối với cái khẩu vị của mình, đối với cái lưỡi của mình, tức là mình sẽ ăn từ mặn trước cho đến ngọt. Thế cho nên là chúng mình sẽ ăn ba cái bánh gọi là thịt hun khói này, trứng muối này và một cái bánh nửa mặn nửa ngọt sầu riêng barbecue trước. Sau đấy thì chúng mình sẽ chuyển qua những cái bánh ngọt để cho nó công bằng, đúng không? Bây giờ ăn bánh ngọt trước thì đến khi mà ăn bánh mặn nó lại mất ngon cái bánh mặn, và lúc đấy thì mình sẽ đưa ra những cái nhận xét nó không công tâm dành cho những cái bánh mặn mà ăn sau. Bây giờ chúng mình sẽ đến với chiếc bánh đầu tiên luôn, và chiếc bánh đầu tiên sẽ là bánh thịt hun khói như là các bạn thấy ở đây. Ngày hôm nay thì là mình đã chuẩn bị bên cạnh ly trà rất là đắng, đắng ngắt, rất là ngon. Cái ly trà này thì sẽ giúp mình refresh khẩu vị trước khi mà mình thử sang những cái vị bánh tiếp theo. Và 6 con dao, mình chuẩn bị 6 con dao để không có cái bánh nào mà nó bị lẫn vào cái bánh nào cả. Mình làm những cái video trước và được các bạn góp ý là hãy đừng sử dụng duy nhất một con dao để cắt tất cả các bánh, tại vì nó sẽ bị lẫn vị, nó không tinh tế về mặt ẩm thực. Năm nay chúng mình sẽ tinh tế hơn về mặt ẩm thực, mình sẽ chuẩn bị 6 con dao cho 6 cái bánh. Thịt hun khói, đầu tiên chúng mình sẽ cắt cái bánh này. Hey, ở trong còn có trứng muối nữa. Đây là phần nhìn phía trong của cái bánh thịt hun khói trứng muối. Và như các bạn có thể thấy đấy, là cái tay bên phải của mình, cái miếng trứng nó nhỏ hơn hẳn cái bên này. Thế cho nên là mình sẽ ăn thử cái bên này. Như các bạn biết, mình là fan của trứng muối. Thế cho nên là khi mà cắt một cái bánh ra thì là mình sẽ cố gắng, mình muốn ăn ở cái phần nào mà cái miếng trứng nó bự nhất. Mình biết các bạn nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ khôn thế ai chả khôn được, đúng không? Đúng đấy. Mình không biết có cái người nào mà người ta tự nhận người ta là fan của bánh trung thu mà người ta lại không thích ăn trứng muối hay không. Mình chưa gặp người nào như thế cả. Các bạn có như vậy không? Mình không biết. Mình không nghĩ là một người có thể thực sự là fan của bánh trung thu mà lại không phải là fan của trứng muối. Khó lắm, đúng không? Nhưng mà mình không biết, có thể khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Đây là cái miếng bánh với cái phần trứng tổ chảng mà mình chuẩn bị ăn thử nha các bạn. Cái phần nhìn thì nó chưa hẳn là nó ấn tượng và hấp dẫn lắm nha. Nói thật với các bạn, mình không phải là fan của bánh trung thu thập cẩm truyền thống. Bình thường thì cái việc mà bánh thập cẩm truyền thống nó sẽ có kiểu như là một ít lạp xưởng rồi có thịt hun ở bên trong đó, để thường là mình không thích cái vị đó. Người ta gọi cái bánh này là thịt hun khói bacon trứng muối, thế cho nên là mình muốn thử xem là nó có khác không. Thế nhưng mà nghe cái mùi thì có vẻ như là khá là giống với cái bánh thập cẩm truyền thống, cho nên là mình không chắc nữa. Thôi thì ăn thử xem. Đây chính là cái bánh thập cẩm truyền thống rồi. Không khác gì luôn. Mình không thấy cái vị lạp xưởng. Có thể là không có lạp xưởng thật. Thay vì lạp xưởng người ta sẽ có bacon, người ta sẽ có thịt hun khói. Thế nhưng mà cái lượng thịt hun khói nó quá ít để mình có thể nhận ra một cái vị khác biệt hoàn toàn, mà sẽ có một tí kiểu mình cảm thấy có một cái miếng hơi gì mỡ mỡ, xong rồi một miếng gì đấy hơi bí bí, xong rồi có mùi mè. Nó y như là bánh thập cẩm truyền thống vậy đó. Và cái trứng thì nó cũng khô như bánh thập cẩm truyền thống. Một bước khởi động khá là hứa hẹn cho cái bể bánh năm nay rồi đấy, đúng không? Nhưng biết đâu đấy,
những cái vị sau của chúng mình sẽ là những cái sự khởi sắc thì sao? Bản thân cái việc mình đánh giá về một cái bánh thập cẩm hay là một cái bánh thịt hun khói truyền thống đấy thì nó cũng không hẳn là công tâm lắm đâu, tại vì vốn cái khẩu vị của mình đã không phải là fan của cái dòng bánh đó rồi, thế cho nên là mình không nghĩ là mình thực sự có thể công tâm khi mà đánh giá về cái bánh đó. Giống như là cái bánh năm ngoái hay là năm kia gì đó mình ăn cái bánh gì các bạn nhớ không? Cái bánh tỏi hả? Thì rõ ràng là bình thường mình đã ghét tỏi rồi, thế cho nên là để mà nhận xét về cái bánh tỏi từ phía của mình thì nó cũng hơi bị, nó hơi bị cá nhân và nó hơi bị, nó thiên về cái sự yêu ghét từ ban đầu rồi. Bây giờ chúng mình sẽ sang cái bánh tiếp theo, và cái bánh tiếp theo của chúng mình là cái bánh trứng muối. Thực ra trứng muối nó không phải là một cái vị gì mà nó quá khác biệt, nó đột phá. Thế nhưng mà lý do tại sao mình vẫn muốn review bánh trứng muối là bởi vì mình là một fan rất là bự của trứng muối. Xem đến giờ phút này thì chắc chắn là các bạn cũng đã cảm thấy cái điều đó rồi. Một cái bánh mà không chỉ có cái trứng muối ở giữa mà toàn thể cái bánh là cái trứng muối thì mình muốn xem là nó như thế nào. Mình là big fan, fan bự của trứng muối, thế cho nên là ngược lại với cái bánh thập cẩm mình sẽ có cái sự yêu thích từ trước. Thế nhưng mà cũng vì lý do đó cho nên mình sẽ rất là khắt khe khi mà mình đánh giá trứng muối, bởi vì mình á không phải là cái người mà chưa từng ăn trứng muối hay là ăn trứng muối ít trước đây. Mình là cái người ăn trứng muối cực kỳ nhiều rồi, và khi mà mình cắt cái bánh này ấy, mình đã thấy có một cảm giác hơi khô, hơi cứng. Đúng rồi, khô quá. Rồi, để xem bên trong nha. Cái bánh này, cái tên mà thương hiệu người ta đặt cho, tên chính xác người ta đặt tên bằng tiếng Anh là salted egg yolk, tức là trứng muối một cái lòng đỏ. Cho nên là mình không có biết rằng có những cái nguyên liệu khác ở phía trong này nữa. Có vẻ như là có các loại hạt này, có một chút mè mè này, rồi có gì nữa mình cũng không biết nữa. Nhìn có vẻ như là các loại hạt. Cái trứng muối thì nó rất là bự so với tỷ lệ của cái bánh. Ưng nha, ưng. Bởi vì đó, cái bánh này nó làm hơi nhỏ nhỏ một chút để cái tỷ lệ của trứng muối nó được to hơn. Thế nhưng mà cái kết cấu thì nhìn nó có vẻ là hơi khô đúng không? Các bạn có thấy là nhìn cái kết cấu của cái miếng trứng muối nó có vẻ nó hơi khô, nó hơi không được ướt át một chút. Rõ ràng là mình sẽ lựa cái miếng bánh mà có nhiều trứng nhất rồi. Có vẻ như là cắt ra hơi khó. Không sao. Sao mà mùi vị giống vị bánh thập cẩm thế? Đáng lẽ nó phải là một cái bánh đầy đặn vị trứng. Giống bánh thập cẩm quá. Quá cả lạp xưởng. Ồ, mỡ quá. Không, không được rồi. Mình tưởng là cắt ra sẽ là một cái bánh vàng ươm để xong rồi kiểu như là vị trứng nó sẽ, mình sẽ được bơi trong vị trứng, mình sẽ được chìm đắm trong thế giới trứng. Nhưng không, mình vừa mới ăn thêm một cái bánh thập cẩm nữa. Bánh mặn năm nay có vẻ hơi không được thành công lắm. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cái bánh thứ ba. Và cái bánh thứ ba là sầu riêng barbecue. Nghe có vẻ hơi đau bụng rồi đấy, phải không? Mình nghe cái vị bánh này là mình thấy mình phải thử ngay. Mình phải thử ngay lập tức. Cái bánh này nó rất là lạ. Cái này là nửa mặn, nửa ngọt. Chúng mình đang chuyển giao dần từ bánh mặn qua bánh ngọt bằng cái bánh mà nó vừa mặn vừa ngọt. Chúng mình sẽ cắt ra và mình sẽ cố gắng làm sao để nhìn cho nó thẩm mỹ nhất có thể, gọn gàng nhất có thể. Tại vì khi mà mình lấy cái bánh ra khỏi cái gói đó thì nó đã hơi khá là mềm. Nó rất là mềm nha các bạn. Này, như các bạn có thể thấy đấy, mình không biết là cắt ra thì nhìn nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể. Mình không biết tại sao cái bánh nó lại mềm như thế. Nó mềm hơn tất cả những cái bánh trung thu mà mình từng ăn. Và mình không biết nữa, có thể là do vận chuyển hả? Cũng có thể là do cách mà người ta nướng. Cũng có thể là do phần nhân nó đặc biệt như thế nào đấy mà nó yêu cầu phần vỏ bánh phải mềm như vậy. Mình không biết, chúng mình sẽ ăn thử. Bây giờ chúng mình sẽ cắt bánh ra nha. Hay, rất là mềm, rõ ràng rồi. Không có gì bất ngờ với cái bánh mềm như thế này. Đây là cái phần nhân bên trong. Mình phải cố gắng mình cầm làm sao cho cái vỏ bánh đen nó không dính nhiều ra tay, mà mình cảm thấy cái bánh nó rất là mềm luôn. Vỏ bánh nó cực kỳ mềm. Và ở bên trong thì nhìn nó như thế này. Đây là một phần nhân sầu riêng. Rõ ràng là mùi sầu riêng và rõ ràng là cái màu của sầu riêng. Nhưng mà barbecue hả? Mình chưa thấy một cái gì barbecue ở trong này cả. Nhiều khi là vị sốt barbecue cũng chưa thấy, mà một cái gì đó thể hiện ra rằng nó đã nướng barbecue cũng chưa thấy. Nhìn nó chỉ giống như là một cái bánh sầu riêng bình thường, mà mùi thì cũng vậy. Cho nên là bây giờ chúng mình sẽ ăn thử xem sao. Ui, khi mà mình cắt ra đây cho các bạn xem, cho các bạn xem khi mà mình cắt ra nhá, thì bản thân cái phần nhân màu vàng ở bên trong á, nó cũng có hai phần. Một phần nó hơi hơi cứng cứng khô khô ở bên ngoài, và một cái phần mà nó rất là ướt, nó ứa ra ở bên trong như thế này. Nói chung nhận xét của mình về thẩm mỹ của cái bánh này đấy
cũng phải thẳng thắn mà nói là mình không nghĩ là cái bánh này nó đạt điểm 10 về mặt thẩm mỹ đâu, về cái độ mềm của nó. Cắt ra thì rất dễ là thành một cái miếng bánh như thế này. Đấy, các bạn thấy nó không được đẹp mắt lắm. Tuy nhiên, nhiều khi có những cái món ăn mà nhìn nó xấu xấu, thế nhưng mà cái kết cấu nó ngon. Nếu mà các bạn từng xem mình nấu ăn thì các bạn sẽ thấy là mình cũng hay chế biến những món kiểu như vậy đó. Nhìn nó xấu xấu thôi, thế nhưng mà ăn thì cũng được. Bây giờ chúng mình sẽ ăn thử cái bánh này nhá. Không, mình không đồng ý đâu. Mình không đồng ý cái bánh này là bánh sầu riêng barbecue. Tại vì mình không thấy cái mùi hay là một cái vị gì mà nó liên tưởng được đến barbecue hết. Mình không thấy cái phần barbecue ở đâu cả, mà mình chỉ thấy mùi sầu riêng và vị sầu riêng. Tuy nhiên, nếu nhận xét cái bánh này ở một khía cạnh của cái bánh sầu riêng ấy, thì cái vị sầu riêng nó lại không, cái mùi sầu riêng nó lại không được đậm đà đến thế. Nó chỉ hơi hơi gợn gợn sầu riêng, nó cảm giác giống như là mứt sầu riêng mà các bạn mua ở trong cái hộp bán sẵn, thì xong rồi bạn phết lên bánh mì vậy đó, kiểu kiểu như vậy. Chứ nó không hẳn là một cái sầu riêng tươi. Mình nhớ không nhầm thì mình đã từng ăn một cái bánh sầu riêng mà ăn vào ấy, cái mùi sầu riêng nó đậm đà lên, nó rất là tươi. Và thậm chí là cảm giác giống như là mình đang ăn sầu riêng tươi ở trong nhân vậy đó. Thì nếu mà nhận xét cái bánh này ở khía cạnh sầu riêng thì nó cũng không phải là đặc sắc lắm. Và mình không đồng ý cái bánh này ở chỗ nó không có cái mùi barbecue. Vấn đề là nó không có cái mùi barbecue. Thế mà mình tưởng năm nay là một cú nổ, tại vì mình đã cố tình mình lựa chọn những cái bánh mà cái vị nó lạ nhất. Thế nhưng có vẻ là đã nửa video trôi qua và cú nổ của chúng mình nó vẫn chưa xảy ra. Không sao, bây giờ chúng mình sẽ đến với ba cái bánh tiếp theo. Ba cái bánh này là ba cái bánh ngọt hẳn: ô mai trà xanh, trà sữa phô mai và dâu tắc. Bây giờ chúng mình sẽ đến với cái bánh mà mình đã háo hức nhất mùa này, năm nay. Đây là cái bánh mà một bạn nào đó đã comment bình luận cho mình ở trên Facebook đó. Các bạn bảo là năm nay có bánh ô mai nha chị. Chốt đơn. Bởi vì sao? Mình là fan bự của ô mai. Cái đó, nếu mà các bạn follow mình lâu thì các bạn đã biết cái điều đó rồi. Và cái thứ hai là bánh trung thu mà có ô mai hả? Mua! Nói thật với các bạn, mua cái bánh này không phải là dễ đâu. Trợ lý của mình cũng đã khá là chật vật khi mà mua được cái bánh này từ Hà Nội vào đây, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta bán thì người ta muốn bán được nhiều nếu mà ship xa như vậy. Mà mình và trợ lý của mình thì chỉ muốn mua ít thôi. Thế cho nên là cũng tương đối khó để mà có được cái bánh ô mai ở đây, ở Sài Gòn. Ngày hôm nay mình thử. Cái bánh này đã lặn lội từ xa để có thể gặp mình ở đây. Thế cho nên là chúng mình ngày hôm nay một con dao mới, một ly trà đắng. Ở đây bây giờ chúng mình sẽ thử nhá. Mình uống thêm một ngụm trà. Rồi, lưỡi mình bây giờ đã được refresh. Và bây giờ chúng mình sẽ cắt cái bánh ô mai. Nói thật với các bạn là khi mà mình khui cái bánh này ra khỏi gói của nó là mình đã ứa nước miếng. Tại vì cái mùi ô mai mơ nó tỏa ra. Cái mùi ô mai mơ mà mình rất thích. Mình là người thích ăn ô mai mơ. Tất nhiên rồi, chúng mình có một phần ô mai ở trong này, rất là nhiều nhân ô mai. Và nhìn ở xung quanh đấy thì là mình đã có thể nhận diện được cái nhân kiểu dạng trà xanh. Thế nhưng mà nó rất là hứa hẹn nha, bởi vì cái phần nhân trà xanh ấy, nhìn nó có vẻ không ngọt lắm. Mình không biết tại sao mình có thể kết luận được là nhìn một cái gì có vẻ là ngọt hay không. Ngọt là vị, còn nhìn nó chỉ là phần nhìn thôi. Thế nhưng mà mình có cảm giác là cái trà xanh này nó sẽ hơi ngọt ngọt nhưng mà ngăn ngăn đắng ấy. Nó sẽ không bị ngán và nó sẽ hòa quyện với cái mùi ô mai, cái vị ô mai rất là hài hòa. Ok, bây giờ chúng mình sẽ thử nha. Mình sẽ lấy một cái phần nhiều ô mai. Tại vì tại sao không? Bánh ô mai thì phải ăn cái phần nhiều ô mai là đúng rồi. Từ từ nha, có một cái gì đấy. Không chỉ là ô mai mơ mà nó có một cái ô mai gì đấy. Cái mùi nó rất quen nhưng mà mình tự nhiên mình quên mất. Rất là lâu rồi mình chưa ăn ô mai nha các bạn. Thế cho nên là mình quên mất đây là cái mùi gì rồi. Cái mùi này là cái mùi quen lắm. Quên rồi. Khi mà mình ra hàng ô mai á, mình ngửi cái mùi này là mình sẽ nhận ra cái mùi này ngay. Thế nhưng mà nó là cái mùi gì là mình quên rồi. Cái mùi này là một cái nguyên liệu rất là đặc trưng ở các cái tiệm ô mai. Thôi bây giờ chúng mình sẽ ăn thử đi. Đấy, review ẩm thực mà thế đấy. Ngửi được một cái mùi gì quen quen nhưng mà không thể nhận ra được là cái gì. Review ẩm thực thế thì chết. Mình đã nhận ra mùi vỏ tắc. Ăn là lạ. Mình cảm thấy là cái miếng đầu tiên ấy, các bạn sẽ cảm thấy là hơi bị dội. Khi mà các bạn nhai ấy, các bạn sẽ cảm thấy, đặc biệt là fan ô mai giống như mình thì sẽ cảm thấy là ồ, cái này nó không phải là một cái gì đấy mà nó, khi mà mình ăn vào miệng nó sẽ wow ngay.
Nhưng mà khi mà mình ăn xong đó thì cái điểm á, nó càng ngày nó càng tăng lên. Tại vì cái hậu vị á, nó làm cho mình cảm thấy rất là thú vị. Cái hậu vị nó là một cái chút đắng đắng của trà, thế nhưng mà nó lại có một chút cái hơi ngọt ngọt của một chút mơ mận, nhưng mà một chút mơ mận thôi. Còn lại á là cái vỏ tắc. Cái vỏ tắc thì nó có một cái vị nó hơi chút chua ngọt ngọt đắng đắng, mà kiểu như là mình các bạn ăn ô mai tắc thì các bạn biết là cái vị đó nó như thế nào rồi. Hơi khó diễn tả bằng lời một chút, thế nhưng mà cảm giác nó khá là hài hòa. Mình không nghĩ là mình sẽ có thể ăn thật là nhiều cái vị bánh này, thế nhưng mà để mà chơi Trung Thu có thể ăn kiểu như là một hai miếng nhỏ nhỏ đấy, thì mình cảm thấy đây là một cái vị thú vị dành cho năm nay. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với vị trà sữa phô mai. Không phải là vị lạ lắm, mình đã từng thử vị trà sữa rồi, thế nhưng mà mình cảm giác là năm nào mình cũng sẽ có vị trà sữa phô mai ấy. Tại vì như các bạn biết đấy, mình là fan hơi bị bự và cũng hơi bị khó tính của các loại bánh trà sữa trân châu, trà sữa phô mai, trà sữa các kiểu thể loại trà sữa. Thế cho nên là rất là khó để mình có thể bỏ qua một chiếc bánh trà sữa trong mùa Trung Thu, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ thử cái vị trà sữa phô mai xem là như thế nào. Đây là người ta gọi trà là trà Hojicha. Chúng mình sẽ thử xem nha. Cái vỏ bánh thì cũng màu đen giống như là màu trà này. Khi mà cắt ra khá là quen thuộc, mình cảm giác là chúng mình đã ăn cái bánh này đâu đó rồi trong những năm trước. Thì cái vỏ bánh nó màu đen đen, cái phần nhân trà nó màu nâu nâu ở xung quanh, và ở giữa thì nó sẽ có một cái lớp kem cheese phô mai. Nó không phải là một cái sự kết hợp quá là đột phá, chúng mình đã từng ăn thử rồi. Nhưng mà để làm sao cho nó ngon và chinh phục được một cái người uống trà sữa khó tính, nó lại là một cái nghệ thuật khác. Đây, chúng mình ăn một miếng nhỏ nhỏ thôi, như thế này nha các bạn. Buồn quá. Mình không biết phải nói sao. Tức là khi mà mình ăn một cái bánh trà sữa phô mai, mình rất là khó tính nha. Thì cái kỳ vọng của mình sẽ là một cái vị trà nó rất là đậm đà, giống như là trà mà kiểu như là nó phải sực mùi trà lên. Mình cảm giác là ok, trà, đắng, thơm. Nhưng mà cái phần phô mai ấy, nó phải béo, ngậy. Nó cũng phải, hai cái đó nó phải đi với nhau và nó thành một cái cú nổ ở trong miệng mình. Thế nhưng mà cái bánh này thì nó chưa đạt được cái cú nổ đó. Nói là nó dở thì nó cũng không dở. Để mà nói là nó có thể ngon hơn tất cả những cái bánh trà sữa phô mai mà chúng mình đã từng ăn trong những năm trước thì chưa được, hơi khó. Rồi, cái bánh cuối cùng của chúng mình sẽ thử trong phần 1 của video thử bánh ngày hôm nay là dâu tắc. Khi mà mình nghe đến vị dâu tắc, nó có lạ hay không? Có. Nó có hứa hẹn hay không? Không biết. Mình cảm giác dâu tắc nó sẽ phù hợp cho một ly trà mà chúng mình uống ở phố đi bộ. Thế nhưng mà dâu tắc mà vào trong một cái bánh Trung Thu thì không biết là nó sẽ như thế nào. Mình đoán là ngày hôm nay chúng mình sẽ phải thử xem. Không thử thì sao mà biết, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ cắt chiếc bánh cuối cùng nhỏ xíu, xinh xinh như thế này. Rồi, cảm giác cắt là hơi khô rồi nha. Đây là ngoại hình của em ấy. Ở phía bên trong có một lớp trà ở xung quanh. Và như các bạn có thể thấy đấy, là có vẻ như là có mứt dâu ở giữa. Có phần dâu hay không? Nói chung là mình có thể nhìn thấy lờ mờ những cái hạt trắng trắng ở trên cái trái dâu. Thế nhưng mà để mà có thể thấy một cái miếng giống như là miếng dâu tươi thì không có thấy. Nó mịn giống như là mứt vậy đó. Thì mình không có biết nữa. Mình không biết đây là dâu tươi hay là dâu đóng hộp. Thôi, chúng mình ăn thử đi. Ăn thử thì mới biết được. Mình sẽ ăn một miếng nhỏ xíu thôi. Khi mà ngửi cái miếng bánh đấy, mình không thấy mùi dâu và mình không thấy mùi tắc luôn. Mình sẽ không set cái mức hy vọng cho cái bánh này quá cao nha các bạn. Nhưng mà thôi, chúng mình cứ ăn thử xem sao. Ừ thì nó cũng hơi chua chua đấy. Tức là nó cũng không có gì quá đặc sắc. Khi mà các bạn bịt mắt mình lại, không cho mình xem cái bảng tên của cái bánh, và các bạn cho mình ăn cái miếng bánh này, thì là mình sau khi mình ăn mình sẽ hơi có mùi mứt dâu tây. Thế nhưng mà mình sẽ không nhận diện được là trong này có tắc đâu. Không có tắc, không thấy cái vị đó. Năm nay khi mà nói thật là khi mà lựa chọn bánh đấy, thì mình cũng có hy vọng tràn trề đấy các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ như là phần 1 của tiết mục thử bánh chúng mình năm nay nó chưa được. Đúng đấy. Thế nhưng mà cũng phải có một cái sự nhận xét công tâm là như thế nào. Là đây không phải là năm đầu tiên mà chúng mình làm cái điều này, đúng không?
càng ngày chúng mình sẽ càng khó tính trong cái việc nhận xét bánh. Thế cho nên là cái đó cũng phải là một điều mà chúng mình đưa vào trong cái cân nhắc. Tuy nhiên là năm nay phần 1 của cái video này, những vị bánh mà mình cho là lạ nhất của năm nay thì chưa có cái nào mà làm cho mình cảm thấy thực sự là wow, vị bánh của năm nay đây rồi. Đấy, chưa có. Trong phần 2 của trải nghiệm thử bánh năm nay, chúng mình sẽ có 6 cái bánh nữa. Và 6 cái bánh đó thì không những là lạ mà toàn là những cái nhân rất là sang chảnh thôi. Thế cho nên là không biết được, biết đâu chúng mình sẽ có những cái sự khởi sắc ở phần 2 thì sao. Các bạn hãy đón xem phần 2 để xem là như thế nào nhé. Còn đây, phần 1 nó là như vậy. Hy vọng là đã đưa ra cho các bạn được một số cái gợi ý của những cái vị bánh nhân lạ năm nay. Nếu mà các bạn đã từng ăn những cái vị bánh này và có trải nghiệm giống như mình hay là khác mình thì có thể bình luận cho mình biết ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem phần 1 thử bánh năm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 nhé. Tạm biệt.